nhiều tháng ở nhà vì Covid, đóng cửa bít cổng cao tường. Bây giờ ở Mỹ đã nhiều nơi bắt đầu mở cửa lại. Tuy nhiên, Kỳ Duyên vẫn tránh đi những nơi đông người cho chắc ăn. Năm nay, con gái út Inly ra đại học, nên hai mẹ con quyết định đi chơi một chuyến du lịch ngắn với nhau. Địa điểm mà chúng tôi chọn đến là Zion National Park ở Utah. Từ miền Nam Cali lái đến chỉ khoảng 6 tiếng đồng hồ. Nếu trong thời gian vừa rồi quý vị cũng bị ở nhà và không có dịp đi ra ngoài nhiều, thì hôm nay mời quý vị đi chơi với hai mẹ con nhé. Ở đây những cái trail rất dễ đi. Liễu yếu đào tơ như Kỳ Duyên mà còn đi được thì ai cũng đi được hết. Hello mọi người, Kỳ Duyên đang ở Zion National Park là ở Utah. Các bạn thấy cảnh quá đẹp không? Vách núi đá màu đỏ, rồi đi xuống đây là một con suối chảy. Và bây giờ chúng ta phải đi tiếp, đi xuống dưới, sát bên cạnh bờ suối nữa nha. Bye! Hi! How are you? Hello! Em trốn hả? Vậy? Ăn gì chưa? Không thèm nói chuyện với cô nữa hả? Và nếu quý vị thấy hình ảnh của sa mạc đất đỏ, của những ngọn núi khô cằn quen thuộc, thì đó là vì đây là địa điểm mà họ dùng để quay rất nhiều những phim cowboy miền Tây của Mỹ. Kỳ Duyên đến ở nông trại gọi là Mount Zion View Ranch. Nông trại này thật lớn, hình như có khoảng tới 40 acre. Ở trên đó có một ngôi nhà 4 phòng ngủ, rộng, lớn, thoáng mát và thật đẹp. Chúng ta có thể thuê qua Airbnb. Cuối chương trình Kỳ Duyên sẽ để số phone để quý vị có thể liên lạc thẳng ông bà chủ nhà. Ông bà chủ nhà năm nay đã 81 tuổi, họ ở căn nhà bên cạnh. Họ trong cái nghề chăn nuôi ngựa, và trong suốt cuộc đời của họ, họ đã từng nuôi tới 400 con ngựa. Bây giờ chỉ còn 4 con, nhưng ông chủ rất dễ thương, sáng nào ông cũng sẵn sàng đưa mình xuống, tập cho mình cưỡi ngựa, tập cho mình chăm sóc và chơi với ngựa. Nếu quý vị có con nít thì đây là một nơi lý tưởng để đưa đến. Bây giờ cái nghề mới là cái nghề đi chải lông cho ngựa. Ngựa này nhìn dễ thương quá. Oh, he's so cute. I could spend all day with him. Huh. Hi, fresh girl. Good girl. Oh, you know why we should be vegetarian. So we can be strong like a horse. Inly, brush, Nanny.
She really loves you. I think she's checking me out when I'm doing her. Yeah, chị dễ thương quá. Dễ thương quá, đi đâu nó cũng đi theo hết. I moved away and then she followed me. She loves you. Yeah, she gives them. And should we give some to the others? Yeah. Con tiếp đi cho mẹ con. Yeah, see them, Paul. They want all. They want some too. Hi. Yeah. Hi, Lily. Wave. Hey, nice. Oh, cowboys and cowgirls coming home. Woo, hello. Thank you.